Lo ngại nông sản bị ùn tắc do dịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản đề nghị bộ ngành địa phương ưu tiên lưu thông hàng hóa đã kiểm dịch. Theo đó, đề nghị các bộ ngành đặc biệt ưu tiên tạo điều kiện cho nông sản đã được chứng nhận an toàn ở các tỉnh bị phong tỏa được lưu thông tiêu thụ bình thường. Đặc biệt, để tránh tắc nghẽn, Bộ này cũng đề xuất phía Bộ Công Thương có ý kiến để các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics, kho bãi, kho lạnh, các hãng tàu hỗ trợ việc bảo quản hàng hóa, giảm chi phí bảo quản, đặc biệt là các nông sản thực phẩm cần có chế độ bảo quản đặc biệt. Để hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản trong bối cảnh xuất khẩu gặp khó khăn, ngành nông nghiệp cũng đề nghị phía Công Thương cùng phối hợp với các hiệp hội ngành hàng tăng cường kết nối đơn vị sản xuất với doanh nghiệp thu mua, phân phối, đặc biệt là các doanh nghiệp có hệ thống bán lẻ lớn trên thị trường Việt Nam.